Kính thưa các thầy cô và thưa các bạn đồng nghiệp. Xin phép hôm nay được trình bày một cái vấn đề mà cũng rất hay gặp trong kể cả nội khoa và ngoại khoa. Thế thì đấy là cái vấn đề là sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn da và mô mềm. Thế thì phần trình bày của tôi có 3 cái phần, một là đại cương, hai là lâm sàng và phần điều trị. Thì như thầy cô và các bạn quý đồng nghiệp biết ấy, nhiễm khuẩn da và mô mềm là một cái tình trạng viêm cấp của da và mô mềm. Thì đây là một cái bệnh nhiễm trùng mà nó có thể bị ở rất nhiều các vị trí khác nhau ở trên cơ thể và có cũng rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Như ở Anh ấy thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân được điều trị nhiễm khuẩn da mô mềm là khoảng 3 đến 4%. Và trong số đó thì có 16% bệnh nhân là được điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. Và nếu mà tính cái tỷ lệ dân số mà mắc các bệnh nhiễm khuẩn da mô mềm là 176 trên 100.000 dân thì đây là một cái tỷ lệ cũng khá phổ biến. Ở Việt Nam thì cũng có một cái tỷ lệ mà chưa thống kê chính xác nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng có một cái tỷ lệ khá nhiều qua thực hành lâm sàng. Thế tại sao mình lại phải biết được những cái thông tin để mà mình có thể điều trị được một cách tốt nhất? Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ, bởi vì ở y tế cơ sở cũng như các tuyến ấy thì thông thường cái dùng kháng sinh của chúng ta thì cũng rất nhiều các cái chỉ định, thậm chí cái quầy dược cũng có thể chỉ định rồi. Rồi các bác sĩ ở tuyến xã hoặc tuyến huyện, thế thì làm sao để chỉ định đúng thì cũng muốn cung cấp thông tin cho các quý đồng nghiệp biết để chúng ta cùng cùng áp dụng và cùng chia sẻ. Thì thông thường thì có rất nhiều các cái nguyên nhân từ da liễu đến nội khoa rồi đến các cái bệnh lý về ngoại khoa, thì mỗi một cái bệnh lý thì nó thông thường là có những cái loại virus khác nhau. Giống như là cái tuyến bã thì thông thường là do Propionibacterium baccterium, hay là mô mỡ dưới da thì có thể là do liên cầu, hoặc là viêm cơ hoặc viêm cân mạc hoại tử thì do tụ cầu vàng và trực khuẩn yếm khí, thì đấy là những cái nguyên nhân mà rất hay gặp. Tương tự như vậy thì có rất nhiều các nguyên nhân khởi phát lâm sàng mà liên quan tới cái bệnh lý ở từng vị trí, thì như như là các cái nguyên nhân về chốc lở hoặc là những cái nhiễm trùng mà do các cái động vật cắn, hoặc là cái sau cái phẫu thuật, hoặc là những cái nhiễm khuẩn mà do cái bệnh tự miễn hoặc là suy giảm miễn dịch vân vân. Thì với mỗi một cái bệnh lý này thì có những nguyên nhân nó đi kèm, thì ở bên tay phải như là quý đồng nghiệp biết ấy, thì có rất nhiều một cái nguyên nhân cho đối với từng cái loại bệnh. Và ở các cái nước chúng ta như nước nhiệt đới ấy, thì cũng có những cái nguyên nhân liên quan đến cái vấn đề mà đi du lịch, từ những cái chuyện là tắm biển đến ở trên rừng, thì có mỗi một cái nguyên nhân nó có những cái tác nhân gây bệnh khác nhau. Cái bệnh đầu tiên mà tôi muốn trình bày đấy là cái viêm quầng. Đây là một cái bệnh cũng rất hay gặp, là một cái viêm mô tế bào ở mặt nông với cái liên quan của bạch huyết dưới da. Vi khuẩn thường gây bệnh là cái tụ cầu vàng, kể cả cái kháng meticillin. Thì triệu chứng thì rất đơn giản thôi, thì như quý đồng nghiệp biết thì chẩn đoán thì nó cũng không có gì khó khăn, bằng các cái ban đỏ nóng và có thể có sốt, thường là có ít các triệu chứng toàn thân nhưng mà thông thường có thể có sốt. Tuy nhiên một số trường hợp có thể tái phát và dẫn đến phù mạch bạch huyết. Những cái bệnh lý rất thường xuyên hay gặp hơn như nhọn, nhọt hoặc là hậu bối. Cái bệnh lý thứ ba hay gặp đấy là cái viêm mô tế bào. Đây là một cái viêm lớp hạ bì và lớp mỡ dưới da. Vi khuẩn thì thường là do liên cầu tan huyết nhóm A, thường là lan truyền nhanh, như tụ cầu thì thường là khu trú. Thì đây là một cái ví dụ điển hình của một cái bệnh nhân mà điều trị nó cũng chưa được tốt lắm ở tại các tuyến. Một cái bệnh nhân chấn thương sau chấn thương gối, thế sau đó thì có xây sát ở da và điều trị kháng sinh bằng amoxicillin, sau 3 ngày thì nó có một cái biểu hiện viêm tấy như này. Đây là những cái chúng ta rất hay gặp thường xuyên liên quan đến sinh hoạt hàng ngày. Thế thì những cái nguyên nhân khác ít hơn như là liên cầu tan huyết nhóm B, hay là những cái tụ huyết trùng như là vết chó cắn hay là vết mèo cắn chẳng hạn. Chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng một cái viêm mô tế bào thì nó rất đơn giản, nhưng mà như quý đồng nghiệp biết, đây là một cái ví dụ điển hình của một cái bệnh nhân. Ông này thì người Thụy Sĩ, ông ấy sau khi bị tai nạn xe máy, ông ấy rất là cưng chó cảnh. Sau khi tai nạn xe máy thì xây sát rất nhiều vị trí, và con chó này thì nó liếm vào cái tay, cái chân của ông ấy, và hậu quả là phải cắt cụt cả hai tay hai chân. Thì đây là một những cái biến chứng mà nó rất nặng. Chúng ta có thể nghĩ là đơn giản nhưng thực chất ấy, thì nó lại có những cái biến chứng rất là nặng nề mà nhiều khi chúng ta không thể lường hết trước được. Đây là cái hình thái và các triệu chứng lâm sàng mà hay gặp nhất
biểu hiện là sưng nóng đỏ hay là có sốt, thì những cái triệu chứng như là nhức đầu, hạ huyết áp, mê sảng thì ít gặp hơn đối với viêm mô tế bào. Cái bệnh thứ tư hay gặp đấy là cái viêm hạch bạch huyết. Viêm hạch bạch huyết thì có rất nhiều nguyên nhân, có thể do lao, có thể do những cái vi khuẩn thông thường như tụ cầu vàng viêm, hoặc là xây sát, hoặc là những cái viêm ở cái vùng tương ứng đối với hạch bạch huyết, thì cái này thì chẩn đoán nó không có gì khó khăn cả. Cái bệnh thứ năm mà có thể hay gặp đấy là cái áp xe, thì chẩn đoán thì cũng không có gì khó khăn, chúng ta nhìn thấy ngay thôi. Bệnh thứ sáu là cái viêm cân mạc hoại tử liên quan đến các cái lớp mô sâu. Thì cái bệnh này là một trong những cái bệnh mà rất nặng của cái một trong những cái nhiễm khuẩn mô mềm. Nhiễm trùng thường di chuyển dọc theo các cái lớp hạ bì và cơ, vượt xa các dấu hiệu nhiễm trùng bên ngoài. Nhiều khi chúng ta không nhìn thấy được cái tổn thương ở bên ngoài, tuy nhiên rằng cái vi khuẩn nó lan tràn rất là rộng và sâu ở bên dưới. Các mô bên dưới thì chúng ta thường cái cảm giác như là rất là chắc cứng khi mà những cái tổ chức của bên dưới nó bị viêm, và đây là một hình ảnh mà sau khi đã mở cân ra thì các quý đồng nghiệp biết đấy, nó rất là kinh khủng. Cái bệnh tiếp theo đấy là viêm cơ, thì cái này thì thường là chẩn đoán nó cũng không khó. Thường là nguyên nhân do liên cầu kỵ khí và có thể xảy ra sau phẫu thuật. Cái bệnh tiếp theo là bệnh một trong những cái nặng nhất trong những nhiễm khuẩn da mô mềm, đấy là cái nhiễm trùng da mô mềm hoại tử. Thì là tình trạng mà hoại tử da mô mềm, bệnh thường liên quan đến rất nhiều các cái nguyên nhân, thường là các cái nhiễm khuẩn vùng đáy chậu, hoặc là những cái vi khuẩn gây lên những cái bệnh mà hiếu khí, mà từ có những cái bệnh từ trước như đái tháo đường hoặc là suy giảm miễn dịch. Ở đây là một cái hình ảnh mà các quý đồng nghiệp biết, đây là một cái vùng tổn thương nó bị hoại tử, sưng nóng và đỏ, viêm nặng và phồng rộp. Một trong những triệu chứng chúng ta rất hay gặp đấy là cái khí ở trong các mô. Khi mà nhiễm trùng hoại tử mô mềm lan rộng, chúng ta sờ thấy lép bép ở dưới da ấy, thì đấy là một triệu chứng rất là đặc thù. Cái bệnh này thì thông thường rất là nặng và biểu hiện là toàn thân nhiễm khuẩn sốc, và tỷ lệ có thể lên tới 70-100% nếu mà có cái tan máu và suy thận và suy đa tạng, thì đây là một trong những cái biến chứng rất là nặng. Thường cái viêm nhiễm khuẩn da mô mềm mà hoại tử người ta chia làm 3 hình thái. Hình thái thứ nhất liên quan đến thường liên quan đến đáy chậu và do nhiễm với tụ cầu vàng. Thì hình thái thứ hai là do liên cầu tan huyết nhóm A, thì có xu hướng ở người trẻ và thường là sử dụng thuốc đường tĩnh mạch sau chấn thương hoặc là nhiễm trùng tại chỗ, nhưng có thể gây sốc, tỷ lệ tử vong cao 20-60%. Cái loại thứ ba thì ít gặp hơn, thường liên quan đến những tổn thương ở những cái vi khuẩn ở biển, chúng ta có thể ăn hoặc là do đi tắm hoặc là do những cái tác động chấn thương, sau đó vi khuẩn nó xâm nhập vào. Cái phần thứ hai tôi xin trình bày đến cái phân loại. Thì phân loại thì hiện tại có rất nhiều các cái phân loại mà chúng ta đã thường áp dụng ở trên thế giới. Các tác giả áp dụng một cái thứ nhất là hội truyền nhiễm Hoa Kỳ ADSA. Nhiễm trùng chia làm 5 cái mức độ, tức là nhiễm trùng bề mặt, nhiễm trùng đơn giản, nhiễm trùng liên quan đến vết cắn như vừa trình bày, nhiễm trùng hoại tử và nhiễm trùng liên quan đến suy giảm miễn dịch. Một cách phân loại nữa, tức là người ta chia làm 2 cái loại, tức là có nhiễm trùng mưng mủ hay là nhiễm trùng không mưng mủ, thì có thể là mỗi cái loại này lại chia làm 3 mức độ, là loại nhẹ, loại trung bình và loại nặng. Và một cái phân loại nữa là CRES, tức là một cái tổ chức mà y tế của Ý, thì người ta sẽ phân loại theo một cái phân loại của quốc gia họ. Một cái phân loại nữa là theo EROL. Đây là cái phân loại mà hay sử dụng nhất, mà nó dễ đơn giản mà chúng ta có thể áp dụng. Độ 1 thì không có dấu hiệu toàn thân và bệnh kèm theo cũng không có. Độ 2 thì có thể có dấu hiệu toàn thân và có thể có bệnh kèm theo. Và độ 3, độ 4 thì rất là nặng, có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc và có bệnh kèm theo, tức là đái đường hoặc là những bệnh suy giảm miễn dịch, vân vân. Về phần điều trị thì cơ bản là chúng ta phải xác định được cái mức độ nghiêm trọng của cái nhiễm khuẩn da mô mềm, mức độ và cường độ tình trạng của viêm và sự phân bố độ sâu của nhiễm trùng, cũng như là sự xuất hiện của phản ứng viêm toàn thân hay là các bệnh phối hợp như tôi vừa trình bày. Điều trị về cơ bản ấy, thì theo cái phân độ của EROL, thì đối với EROL 1 thông thường người ta điều trị ngoại trú và cho các kháng sinh như là cefalosin, amantanh hoặc là clindamycin. Thì thông thường những cái
Lựa chọn kháng sinh này thì nó rất đơn giản thôi, nhưng chúng ta cũng cần phải phân biệt rõ, tức là với mức độ nhẹ, thế nào là nhẹ thì chúng ta dùng cái kháng sinh đường uống. Nhưng với mức độ nặng hơn như Eron 2 thì chúng ta phải dùng cái kháng sinh đường tĩnh mạch, giống như ví dụ như là clindamycin hoặc vancomycin hoặc lazolid hoặc là daptomycin chẳng hạn, thì đấy là những cái kháng sinh mà chúng ta cần phải sử dụng ngay nếu mà chúng ta chẩn đoán là Eron 2. Và với cái phân loại của Eron 4, Eron 3 thì chúng ta cũng cần phải phối hợp là điều trị hoặc là điều trị những kháng sinh ở mạnh hơn, giống như meronem hoặc là imipenem vân vân. Đây là cái guide, đây là một cái guideline mà cũng hướng dẫn để chúng ta điều trị đối với những cái loại mà có mưng mủ và không có mưng mủ. Thì thông thường với những cái loại mà không có mưng mủ thì nhẹ cũng dùng cái kháng sinh như tôi vừa trình bày, cũng tương tự giống như cái phân độ của Eron, và đây là cái mức độ trung bình. Còn đây là những cái mức độ nặng, thì đối với những loại không mưng mủ thì chúng ta cũng dùng kháng sinh giống như trên. Tuy nhiên đối với cái loại mưng mủ thì thông thường chúng ta cần phải rạch và dẫn lưu. Thì có rất nhiều các cái chỉ định mà cần phải rạch dẫn lưu, thì chút nữa về ngoại khoa thì tôi sẽ trình bày sau. Và tiếp theo thì chúng ta phải dùng kháng sinh. Thì đấy là những cái guideline mà hiện tại mà hay áp dụng. Bên cạnh đó thì cũng có những cái khuyến cáo để sử dụng kháng sinh khác, như là cái khuyến cáo của Hiệp hội của các bệnh nhiễm trùng của Mỹ, hay là những cái khuyến cáo của các cái bệnh nhiễm trùng của Ý, hay là những cái khuyến cáo sử dụng các cái điều trị các bệnh nhiễm trùng của Hiệp hội nhiễm trùng của Tổ chức Y tế Thế giới trong những cái trường hợp mà phẫu thuật cấp cứu. Thì đây là ví dụ như người ta khuyến cáo là đối với trường hợp áp xe thì có thể dùng clindamycin hoặc hoặc là biceptone, hay là những cái trường hợp là hoại tử thì chúng ta có thể dùng cái subatam hoặc là cefuroxim thì kết hợp với clindamycin vân vân. Trong những trường hợp mà do động vật chó cắn thì chúng ta cũng có thể dùng phối hợp giữa hai loại kháng sinh, hay là những trường hợp mà có kháng meticillin thì cũng phải phối hợp các kháng sinh, cái loại mà đối để chống lại cái tụ cầu. Về cái liều thì cơ bản là chúng ta cái liều dùng là liều dùng phổ thông. Tuy nhiên chúng ta đối với riêng cái clindamycin thì chúng ta có những trường hợp nặng mà chúng ta có thể dùng tới liều 2.700 mg trên trên ngày. Một chút nữa thì đối với từng loại bệnh tôi sẽ trình bày sau. Đây là một cái hướng dẫn mà điều trị đối với bệnh viêm khuẩn, hay là những cái hướng dẫn điều trị về kháng sinh đối với hậu bối hoặc là áp xe. Thì thông thường thì chúng ta đối với áp xe mà nhỏ hơn 5 mm ấy, thì thông thường không có sốt, không có triệu chứng lâm sàng thì chúng ta không cần phải phải dùng kháng sinh. Nhưng mà đối với trường hợp nặng trên 5 ly thì chúng ta có thể dùng kháng sinh đường uống 5 đến 10 ngày như trimethoprim hoặc là sulfamethoxazole hoặc là clindamycin vân vân. Thì cái đấy là những cái kháng sinh rất là thường quy. Giống như cái bệnh nhân mà tôi vừa chia sẻ thì điều trị không dùng những cái kháng sinh như vậy, cho nên là dùng amoxicillin thì nó cũng không chuẩn lắm, cho nên là bệnh nhân nó viêm tấy nặng hơn. Thế là một trong những cái mà chúng ta áp dụng ngay trong những điều hợp mà điều trị ở y tế cơ sở ấy, là phải dùng những kháng sinh nó tương đối phù hợp với những loại vi khuẩn thì nó sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng phải trích rạch dẫn lưu thì như vừa trình bày rồi. Thế còn đối với những bệnh nhân mà có sốt, có nhiều áp xe thì chúng ta sẽ dùng cái liều cao hơn, trimethoprim có thể tới hoặc là sulfamethoxazole có thể tới 160 đến trên 800 hoặc là 320 trên 1600. Thì đấy là những cái liều mà khuyến cáo. Thế thì đây là cũng là một cái khuyến cáo người ta cho rằng đối với trường hợp mà áp xe mà phức tạp ấy thì chúng ta thường là dùng cái liệu pháp phủ cho cả gram âm và gram dương chẳng hạn như vậy. Đối với hậu bối thì có thể dùng các cái kháng sinh mạnh hơn giống như là vancomycin hoặc lazolid hoặc daptomycin. Thì daptomycin là một trong những kháng sinh nhóm mới mà nó rất hiệu quả, khi mà kể cả kháng với lazolid thì chúng ta vẫn có thể dùng. Thì đây là những trong những khuyến cáo mà các bạn cũng cần biết. Trong những trường hợp mà rất là nặng thì chúng ta phải dùng kháng sinh nó mạnh ngay từ đầu. Không đến chúng ta dùng kháng sinh mà nó không đáp ứng được thì bệnh nó sẽ nặng hơn và nó gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.
Thế đối với những cái trường hợp mà có thể chúng ta dùng cái kháng sinh trong những trường hợp mà dùng những cái đối với những trường hợp mà kháng meticillin ấy, thì thông thường là chúng ta dùng daptomycin 10 mg trên kg cân nặng hàng ngày. Thì đây là những khuyến cáo mà các bạn cũng cũng nên biết. Bên cạnh đó thì viêm mô bào mà không sinh mủ ấy, thì chúng ta có thể là lựa chọn kháng sinh có phổ đối với streptococci nhóm A hoặc là hay là tụ cầu vàng nhiễm trùng nhẹ, thì chúng ta có thể dùng đường uống như bốn cái kháng sinh này các bạn nhìn trên trên levofloxacin hoặc là mucifloxacin hoặc clindamycin vân vân. Tuy nhiên đối với những cái viêm mô bào mà có mủ ấy, thì chúng ta có thể dùng kháng sinh điều trị mà đối với trường hợp mà kháng meticillin như là oxacillin hay là lapsilin, hay là điều trị đối với cái kháng virus vi khuẩn kháng meticillin thì có thể dùng liều nizolid hoặc daptomycin từ 600 tĩnh mạch mỗi 12 giờ hoặc là daptomycin từ 4 đến 60 g trên kg cân nặng. Những cái này thì chi tiết thì cũng không muốn nói rõ lắm. Nhưng mà đây là đưa ra một vài cái ví dụ để các bạn cũng biết là trong những trường hợp nặng thì chúng ta cần phải dùng kháng sinh ngay, đặc biệt là nhiễm trùng da mô mềm hoại tử thì chúng ta có thể là không cần phải chờ nuôi cấy vi khuẩn chúng ta mới dùng kháng sinh, và chúng ta có thể áp dụng ngay dùng lazolid hoặc là clindamycin phối hợp với vancomycin hoặc daptomycin. Trong những hợp rất là nặng thì chúng ta phải phải sử dụng ngay những kháng sinh như vậy. Thế thì trong khuyến cáo khi nào thì phẫu thuật? Phẫu thuật thì thông thường người ta khuyên là trong những trường hợp mà nhiễm khuẩn mà nó lan sâu xuống ở dưới lớp cân hoặc là vào cơ hoặc là những cái áp xe trên 5 mm thì đòi hỏi là phẫu thuật. Chẳng như vậy thì chúng ta cần phải phối hợp giữa là điều trị kháng sinh và phẫu thuật ngay khi nếu nếu chẩn đoán là nhiễm trùng hoại tử hoặc là áp xe hoặc là viêm cân mạc hoại tử thì chúng ta cần phải phối hợp ngay cả hai phương pháp, chứ chúng ta không chờ là điều trị kháng sinh sau đó chúng ta mới phẫu thuật. Thì đấy là những khuyến cáo. Trong quá trình phẫu thuật ấy thì chúng ta cũng cần phải làm các biện pháp như là rạch rồi dẫn lưu hay là điều trị các cái chăm sóc vết thương, rồi thì trong những cái điều trị những cái bệnh phối hợp và điều trị phối hợp điều trị toàn thân nữa, thì đấy là những cái khuyến cáo mà chúng ta cũng nên biết. Đối với những bệnh nhân mà nhiễm trùng thứ phát sau mổ ấy, thì thông thường là với mỗi một cái bệnh thì chúng ta dùng sử dụng kháng sinh khác nhau. Ví dụ ở chi thì có thể dùng ceftazidime hoặc vancomycin nếu có vi khuẩn kháng meticillin. Tuy nhiên đối với những cái vết thương vùng khung chậu tiêu hóa thì chúng ta lại phải dùng những kháng sinh nhạy cảm với trực khuẩn gram âm. Ví dụ như levofloxacin hoặc metronidazole vân vân. Thì đây đây là những cái mà chúng ta cũng cần lưu tâm trong những trường hợp mà nhiễm khuẩn ở các cái khu vực khác nhau. Về dự phòng thì cơ bản là thế giới họ cũng đưa ra khuyến cáo là một trong những cái việc làm hết sức quan trọng mà trong phẫu thuật cũng như là trong cái điều trị nội khoa. Thế thì dự phòng thì người ta làm như nào? Thì thông thường đối với dự phòng thì bao giờ người ta cũng cho bệnh nhân tắm trước, sạch sẽ vệ sinh vùng mổ hoặc là những cái vệ sinh cái vùng phẫu thuật, kể cả vệ sinh tay của phẫu thuật viên cũng phải đúng cách, hoặc là những cái dùng kháng sinh dự phòng vân vân. Tất cả những cái điều đó nó sẽ làm hạn chế những cái biến chứng nhiễm trùng của cái vết thương sau mổ. Bên cạnh đấy thì trong quá trình điều trị tất cả những cái bệnh lý nội khoa như tôi vừa trình bày ấy, thì cái việc dự phòng mà trong các bệnh lý nhiễm trùng nội khoa cũng quan trọng và chúng ta cũng cần phải hết sức lưu tâm. Tóm lại, viêm phần mềm mà nhiễm trùng mà trong cái điều trị nội khoa hay ngoại khoa thì nó rất là bệnh thông thường và có thể biến chứng nặng nếu mà điều trị không đúng cách. Chúng ta cần phải dựa vào nguyên nhân, đặc điểm tổn thương, tình trạng bệnh nhân mà lựa chọn kháng sinh cho phù hợp. Và trong trường hợp mà viêm mô mềm hoại tử nặng ấy thì cái việc trì hoãn kháng sinh
và để lấy bệnh phẩm nuôi cấy là không cần thiết thì như tôi vừa trình bày rồi, chúng ta phải dùng kháng sinh ngay. Và trong trường hợp nhiễm trùng hoại tử tiến triển nhanh thì chúng ta phải vừa chẩn đoán vừa điều trị phẫu thuật, chứ không chúng ta cũng không phải chờ điều trị kháng sinh xong thì chúng ta mới phẫu thuật. Và cần phối hợp các biện pháp điều trị tại chỗ và điều trị toàn thân, bên cạnh đấy thì phải điều trị các cái bệnh phối hợp như đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch, thậm chí phải truyền các cái thuốc mà để nâng cao cái khả năng miễn dịch cho bệnh nhân và dùng các biện pháp hồi sức chống sốc thì có thể chúng ta sẽ cứu được bệnh nhân, đem lại cái hiệu quả cao. Vừa rồi trong một thời gian cũng rất là ngắn, phần trình bày thì cũng rất là nhiều vấn đề, tôi cũng chỉ tóm lược lại những cái vấn đề hết sức ngắn gọn và cơ bản trong một số cái bệnh thường gặp trong nhiễm khuẩn mô mềm và cái lựa chọn kháng sinh dựa vào những cái yếu tố về nguyên nhân hay là dựa vào cái vi khuẩn gây bệnh hay là dựa vào những cái thể trạng của bệnh nhân cũng như điều kiện của bệnh nhân mà lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Đương nhiên là trong một khoảng thời gian ngắn chắc cũng không làm hài lòng hết được quý đồng nghiệp. Rất cảm ơn các quý đồng nghiệp đã nghe.